Hello boys and girls, welcome back. Chào mừng các em quay trở lại với bài giảng trực tuyến môn tiếng Anh lớp 4. Today we're going to learn the last lesson of Unit 6, Where's Your School? Lesson 3, Part 4, 5 and 6. Let's get started with the first activity. 4, read and complete. In this activity, you're going to read the information about mine and then complete the text below. First, let's see about mine. The first is about name. The second is about nationality. The third is about school. The fourth is about school address. And finally, is about class. Now, 1 minute for you to read and then complete the text. All right, let's start. Alright, let's check together. Hello, my name's number one. My name's, chắc chắn chỗ này chúng ta phải điền tên đúng không nào? My name's Lê Mai. I'm from Hà Nội, Việt Nam. Let's see, I'm Vietnamese. I'm from Vietnam. It means that I'm Vietnamese, right? I study at. Chỗ trống này chúng ta sẽ điền tên của ngôi trường mà bạn Mai đang theo học, đúng không nào? Nguyễn Du Primary School is a big school in. Đằng sau in chúng ta sẽ cộng với địa chỉ của bạn trường của bạn Mai. Nguyễn Du Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. I'm in class and the last blank is lớp học của bạn Mai, đúng không nào? 4A. Alright, now everyone listen and repeat after me. Hello, my name's Lê Mai. I'm from Hà Nội, Việt Nam. I'm Vietnamese. I study at Nguyễn Du Primary School. It's a big school in Nguyễn Du Street, Hoàn Kiếm District, Hà Nội. I'm in class 4A. We move on to part 5. Write about your school. In this activity, you're going to write about name and address of your school. We'll start with I study at. For example, I study at Lương Ngọc Quyến Primary School. It's in Lê Hữu Trác Street. It's one example for you. Now, everyone, write about your school. Project is the last part of the lesson today. We will make a card about your friends, schools, and class.
Trong phần này, các em sẽ làm một tấm thẻ về ngôi trường và lớp học của bạn của các em bằng các thông tin friend's name, school, school address and the last clause. For example, cô có một tấm thẻ mẫu như sau: friend's name Hoa, school Nguyễn Viết Xuân Primary School, school address is in Quang Trung Street, and clause Hoa is in clause 4D. Chúng ta cùng làm các tấm thiệp về ngôi trường và lớp học của các bạn của mình nhé. The lesson today is over. Bài học của chúng ta đã kết thúc ở đây rồi. Sau bài 6, cô hy vọng chúng ta có thể hỏi và trả lời về tên trường cũng như địa chỉ của ngôi trường mà các em đang theo học. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể hỏi về tên trường và địa chỉ trường của các bạn, của các em. Goodbye and see you next time.